cho người Việt Nam, nhưng mà không có hàng nghề thì ở Hàn Quốc nếu không có hàng nghề đó là vật bắc. Thì nếu các anh chị không hiểu được thì cứ hỏi em thoải mái nha, thì em sẽ nói tiếng Anh hoặc tiếng Hàn và có thể nói lại nữa, và các anh chị thông cảm em nhé. Và bây giờ các anh chị đến Hàn Quốc từ Sài Gòn đúng không? Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, và sân bay này là sân bay Incheon, cách thủ đô khoảng 48 km. Bây giờ chúng ta sẽ đến đảo Rami. Hôm nay chúng ta sẽ đến đảo Rami. Bên ngoài nhiệt độ khoảng 8 độ, nhưng mà nếu đi đảo Rami nhiệt độ khoảng 6 độ, vì đảo Rami là khu vực phía tây, phía đông bắc, thì lạnh hơn khoảng 3 độ, luôn lạnh hơn Seoul. Thì khi đến đó các anh chị mặc quần áo dài hơn, và cái này cái này scarf. Và sân bay Incheon là sân bay rất lớn và dịch vụ tốt nhất thế giới. Dạo này sân bay Changi là tốt nhất thế giới, nhưng năm ngoái sân bay nhà ga thứ hai rời dừng lại. Thì dạo này không biết nếu sân bay Changi tốt hơn hay sân bay Incheon tốt hơn. Và Hàn Quốc ở gần Seoul có hai sân bay Gimpo ở thành phố Seoul và sân bay Incheon ở thành phố Incheon. Vì sân bay Gimpo là sân bay dạo này sân bay nổi tiếng, vì sân bay Gimpo gần sân bay Gimpo rất nhiều người Hàn sống, thì khoảng 11 giờ đến 16 giờ hạt canh và sốt canh, vì rất ồn ào, người Hàn complain rất nhiều vì không thể sử dụng được. Thế nên chúng ta phải sử dụng một sân bay khác, thì sân bay Incheon ở một đảo này, Yeongjong-do, đủ nghĩa là đảo. Thì xây dựng lại, thì ở đó có hai cầu để đi lại, thì chúng ta sẽ đi qua một cầu, và một cầu là dài nhất ở Hàn Quốc, khoảng 21,8 km. Thì chúng ta có thể thấy bên ngoài sẽ phải biển, và ở thành phố này không có nhiều người sống ở nơi này. Thì 24 tiếng tất cả hàng ngày có thể sử dụng máy bay. Các anh chị có đối không? Đối. Và mẹ con? Mẹ con. Em sẽ cho mỗi ngày một chai nước. Một chai nước. Hàng ngày các anh mỗi ngày có thể lấy một chai nước. Nếu ai muốn uống nữa có thể mua được, vì đường nào cũng có siêu thị và cửa hàng tiện lợi, thì các anh chị có thể mua được. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cho mỗi ngày chai nước. Và bây giờ em chuẩn bị kimbap. Anh chị có biết kimbap là gì? Kimbap là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, thì ăn rất thuận tiện như thế này. Vậy là dấu tính rồi. Nãy cô nói là cái sân bay của mình đi qua cái biển, dạ alo nhà tôi đây.
mình hiểu chị nói gì không ạ? Dạ hiểu ha. Thì mình đi Hàn Quốc thì nên để cho người Hàn Quốc thuyết minh ha. Chị vừa là một cái cách mà để người ta tiếp cận cái văn hóa của mình, với lại là một cách để người ta học thêm tiếng Việt. Dạ, mình nghe người Hàn nói tiếng Việt thì thích hơn người Việt đúng không ạ? Dạ, tiếng Việt thật sự rất là khó học ha. Tiếng Việt thật sự rất là khó học, cho nên là chị nói được như vậy rất là giỏi. Thì tuy nhiên thì trước khi mà để cho chị nói tiếp ha, thì cho đoàn phổ biến lại một chút xíu. Có nghĩa là bây giờ mình vui lòng chỉnh lại giờ Hàn Quốc giùm đoàn. Kể từ giờ phút này là đoàn và chị Sunny sẽ dặn bằng giờ Hàn Quốc ha. Thì hiện tại giờ Hàn Quốc là 11:22. Nếu như những cái máy điện thoại nào đã tự chuyển thì thôi, nhưng mà nếu như chưa chuyển thì mình vui lòng chuyển lại giùm đoàn nha. 11:22 ha. Và mình kiểm tra xem điện thoại mình là có chỉnh chưa. Thì bên Hàn Quốc này chạy nhanh hơn Việt Nam mình là 2 tiếng đồng hồ. Bên này sẽ nhanh hơn mình 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là bên Việt Nam mình hiện tại chỉ có mới 9:22 mà thôi. Thì chương trình của mình bữa nay chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh nhẹ. Là có nghĩa là thay vì chúng ta sẽ đi tham quan thành phố thì chúng ta sẽ đi đảo Nami trước. Tại vì cái chương trình đi tham quan thành phố nó rất là nhiều, nó rất là nặng. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta đi, chúng ta sẽ không đủ sức để đi. Cho nên chúng ta sẽ đi đảo Nami trước ha. Thì từ đây chúng ta đi đảo Nami là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Dạ, 2 tiếng đồng hồ nha. Thì mình ăn nhẹ trước là cái món kimbap, thì tới đó chúng ta sẽ ăn trưa sau. Dạ. Cây cỏ không có màu xanh đấy con. Nó màu nó lạnh lạnh đó, nó không có màu cháy. Giống như là chưa có. Hồi nãy mình trên máy bay nhìn xuống thấy ô vuông vuông là cái gì hết ta? Ấy khoảng màu cái nhà quá. Không hiểu nữa. Đây là cái thơ, mấy cái nhà thơ. Nó có hình mấy hay là hình dạ đúng rồi, hay là ruộng. Mỗi xứ sở có một cái đặc trưng. Ở đây rất là nhiều đồi luôn, nhiều đồi. Để mình trên cao mình thấy đồi cát nhiều lắm. Ăn đây mấy cái cầu bắc qua đảo luôn rồi. Ăn đúng
bốn mùa xuân hạ thủ đông, và bây giờ mùa xuân bắt đầu như dạo này rất lạnh như mùa đông, nhưng một số nói có hoang đảo ở đảo trên đảo Nami cũng có chưa nó hoang đảo vì Nami là rất lạnh thì một ít thôi, nhưng ở Seoul và nếu đi cung điện trong bốc cung cũng có hoang đảo. Và mùa xuân bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 6 và mùa hè bắt đầu cuối tháng 6 bà chạy muốn gần sát sát biển luôn, nhìn thấy mấy cát nổi lên. Đến tháng 11 và rưỡi tháng 11 bắt đầu mùa đông. Đến tháng 3 thì mùa hè rất nóng như Việt Nam khoảng 39 độ, rất nóng. Nếu đi ra ngoài 5 phút và rất nóng, không chịu được. Và mùa đông rất lành, có cái thời và biển thôi. Mùa đông ở Hàn Quốc có tuyết rồi, thì mùa xuân bắt đầu nhưng mà 3 ngày trước có tuyết rồi ở Hàn Quốc, ở Seoul thì rất lành. Và Hàn Quốc có tên đôi đô là Đài Hàn Trần Quốc, nằm ở khu vực Đông Á, thủ đô là Seoul. Diện tích của Hàn Quốc khoảng 100.000 km2, cả Bắc Hàn và Nam Hàn là 230.000 km2. Các anh chị có biết dân số Việt Nam là bao nhiêu ạ? 92 96 em nghe nói 96 triệu người ở Việt Nam. Thì các anh chị có biết bao nhiêu xe máy ở Việt Nam ạ? Vì dân số Hàn Quốc và chiếc xe máy ở Việt Nam. Đoàn ở Việt Nam có 51 triệu chiếc xe máy, ở Hàn Quốc có 51 triệu người. Và Seoul là một thủ đô lớn trên thế giới thì 20% cả dân số ở Seoul thì môi triệu người sống ở Seoul. Nhưng mà ban đêm 10 triệu người, nhưng ban ngày 12 triệu người. Diện tích Seoul là 605 km2 thôi, nhưng rất nhiều người thì nếu đi Seoul có thể thấy rất nhiều tòa nhà chung cư cao vì rất nhiều người phải sống ở Seoul. Nhà máy LG. Và ở Seoul thuê nhà và mua nhà rất đắt thì người ta sống ở ngoài thành Seoul. Buổi sáng xong đi Seoul và làm việc, sau đó quay lại về nhà. Thì ban ngày 12 triệu dân ở Seoul. Thì giao thông công cộng ở Hàn Quốc rất phong phú và rất nhiều, vì không phải sử dụng giao thông công cộng. Nếu sử dụng ô tô, xe ô tô, cái này có cái gì nó giòn giòn ngon á. Nhưng mà nếu sử dụng tàu điện ngầm và xe buýt có thể đi lại rất thuận tiện và rất nhanh. Thì khi đến Seoul em sẽ nói lại về giao thông, vì ở đây là thành phố Incheon thì bây giờ không có nhiều xe ô tô, vì người Hàn luôn làm việc từ 6 giờ đến 9 giờ đến 6 giờ tối. Và thứ hai đến thứ sau mà không biết là gì. Và thứ bảy là chủ nhật nghỉ ngày. Thì chủ nhật và thứ bảy và chủ nhật rất nhiều
ô tô trên đường vì đi ra ngoài đi chơi rất nhiều, nhưng bây giờ không có nhiều. Và GDP Hàn Quốc là 1.800 tỷ USD, thì đứng thứ tư ở châu Á, đứng thứ 11 trên thế giới theo GDP năm 2017. Và GNI tức là thu nhập quốc trong của Hàn Quốc là 30.000 USD một người một năm. Thì một tháng khoảng 2.800 USD. Cao hơn mình nhiều. Thắt dây an toàn, thắt dây an toàn. Vì Hàn Quốc khi lên xe ô tô và xe buýt, tất cả người phải thắt dây an toàn. Thắt dây an toàn. Và khi xe buýt di chuyển, đừng lên. Thắt dây an toàn. Cũng như thế, buổi sáng ăn sáng
sau đó trà đi ăn và đũa à, nơi đó dùng dẹp tư dùng dẹp tư dùng dẹp và xe buýt này cũng tư dùng dẹp. Sau khi đi du lịch đi chơi sau đó buổi chiều khi đi ra ngoài các anh chị dùng dẹp tư dùng dẹp và khi đi nơi đó một quan trọng nhất là khi đi tham quan nhiều nơi chúng ta sẽ đi tham quan nhiều nơi thì nếu đi nơi khác em sẽ nói về lúc mới rồi chúng ta sẽ tập trung thì ngồi luôn đúng giờ nhé vì chúng ta sẽ đi nhiều nơi nhưng mà nếu muộn không thể đi hết các địa điểm du lịch thì các anh chị luôn tập trung đúng giờ nhé. Dạ nhà mình hiểu mà. Hiểu. Dạ nhớ là tập trung đúng giờ dùng đàn ha.